Chào tất cả các bạn, nay mình có đi chỗ ghé một cái dựa chỗ phường 1 khóm 2 phường 1 nè các bạn. Thì chỗ anh này bán rất là nhiều đồ nha. Đây mình quay sơ cho các bạn coi, các bạn có nào ở Trà Vinh đó thì ghé qua ủng hộ anh này. Anh này chỗ sang động cũ hồi xưa á. Các bạn đi qua đường đây là sẽ thấy à. Thì ở đây anh bán rất là nhiều đồ nha, bán những cái đồ mà thanh lý từ trong cái mấy cơ quan nhà nước ra nữa các bạn. Đây là nguồn máy tính rồi nè. Đây nguồn máy tính nè các bạn, rất là nhiều luôn. Thì khúc dưới đây thì để quạt nè, thì ảnh cũng mới tuần nào cũng nhập đồ về hết trơn á. Các bạn thấy rất là nhiều đồ. Đây quạt máy nè. Rồi máy lạnh nè các bạn, rất là nhiều. Nguồn các bạn. Các bạn nào có cái gì chế giáo đồ, cái này cũng ngon quá. Cái nguồn 3,3A nè, 3,3V nè, 40A nữa các bạn. Em ghé thì chỗ dịp trưa cậu ảnh đang ăn cơm. Đấy các bạn, rất là nhiều đồ luôn. Đây, cái máy này này pha nội gì đó các bạn, cái này là của cái bên cái đội y tế nè. Quạt trần nữa các bạn, rất là nhiều luôn. Để các bạn nào có nhu cầu thì ghé qua mua ủng hộ anh. Em mình đi vô một vòng các bạn. Đây ba cái máy in nữa các bạn. Đây, rất là nhiều luôn. Máy in. Rồi máy photo nữa các bạn, photo này cũng cổ dữ ra. Chắc cũng mấy chục năm về trước á. Máy lạnh nữa các bạn, rất là nhiều luôn. Thì chủ yếu các bạn lại mua đây, các bạn gỡ lấy linh kiện rồi về bạn chế cháo hay làm sửa đồ cũng được các bạn, rất là nhiều. Em mình vô trong nhà nè. Đây mấy thùng CPU của anh gỡ ra rồi nè. Rất là nhiều luôn. Đây mấy cái nguồn máy tính nè các bạn. Đây nguồn máy tính này. Có nguyên một cái, còn nguyên con CPU, còn cái đế tải nhiệt này. Đây là nguồn của máy tính này. Nguồn này kia bạn chế đồ được các bạn, có 12V, 3,3V, 5V nữa bạn. 5V cộng, 5V trừ. Đây, những máy xay sinh tố các bạn. Bạn nào có ghé lấy về thay đồ cũng được, sửa xài nguyên bộ. Tiếp tới đây là máy khò nữa. Máy khò nè. Khò lớn, công suất lớn đó các bạn. Công suất rất lớn, cái này chắc của mấy cái công nghiệp ta bán ra. Này cái gì cũng không biết luôn, lạ quá. Giấy các bạn, này chắc cũng in quá. Máy in giấy. Nhiều quá các bạn. Ảnh ở đây còn nhóc đồ luôn. Quay có nay mua rồi ghé ủng hộ ảnh. Thì các bạn nào có mà lại đây mà không biết địa chỉ thì liên hệ với mình. Thì mình chỉ địa chỉ cho. Thì ủng hộ ảnh nhiều đồ lắm, tuần nào anh cũng về nữa các bạn. Có tuần trước thì về lo rồi rất nhiều. Xem quay cái mặt tao lên cái Trà Vinh này. Hả? Quay cái mặt tao lên cái Trà Vinh này cái đó, mặt của anh chủ nè. Ảnh trưa tới mưa nè, hiện tại quay là khoảng 12 giờ trưa mà ảnh không có nghỉ ngơi gì. Anh làm quá trời làm luôn. Đồ quạt máy nè. Đây cái quạt còn rất là tốt các bạn. Đây, nguyên cái quạt Senco còn rất tốt. Quạt treo tường. Rất là nhiều đồ luôn các bạn. Đây ba cái mạch của máy in gì máy của ba cái này hình như của máy giặt nữa các bạn. Trời luôn. Đây nguồn nè. Đây ba cái đồ của cái từ trước như ảnh về ba cái đồ của bếp điện nó bếp nữa các bạn. Ba đầu bếp nhóc luôn. Đây là những cái này của cái âm ly các bạn, rất là nhiều các bạn. Đây có món đồ lạ nè, này giống như là cái đồ bắt mũi hay làm gì đó bạn, lạ quá. Cái ổ điện các bạn, có rất là nhiều thứ luôn. Máy đèn, máy đèn bi lông còn nó nằm. Đây có máy đèn rồi đó à. Chợ anh giới thiệu nó cả nó còn máy đèn nữa bà. Máy này còn nguyên nè. Với quá trời. Đây là ác quy các bạn. Mấy ác quy này gỡ từ trong cái máy cục tích điện của mấy cái cơ quan nhà nước người ta thải ra nữa các bạn. Quá trời 12V. 12V 36W cell nữa các bạn. Cái này hình như chắc xài dạng là dạng chắc ác quy quá. Thấy không các bạn? Để trên cell mà chắc này ác quy. Dạng ác quy khô. Rồi. Quá trời luôn. Gỡ ra quá trời đồ luôn. Đây, bình nước nữa các bạn. Đây, máy lạnh nè. Thấy rất là nhiều đồ. Rồi có cái set nữa. Có cái radio. Thì đủ, đa phần là đủ đồ luôn các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì ghé mua kiếm đồ dùm chế cháo đồ cũng được. Nguyên cục này máy massage đó các bạn. Thời xưa mua được cái máy này coi như giàu các bạn, massage này. Như qua cái đèn này. Máy tay điều khiển game thì nó mà quá trời luôn. Đây là ảnh dựa giấy trong kho đó bạn, chuẩn bị lên hàng. Ở đây là cái mấy đồ của ảnh để lại nè. Đây là quạt các bạn, cái quạt rất là bự luôn á. Cái quạt này công sức lớn lắm, rất là bự. Đây qua là cái này nhân vật chính nữa các bạn. Mình cũng đang kiếm mớ này về mình chế xài nè. Cái này là cái cục mạch biến điện 12V lên 220 nha. Này cái đồ là dành cho một số cái máy tính của cái mấy cơ quan á, người ta sợ cúp điện người ta có cái đồ dự phòng. Đây là rất là nhiều luôn, chắc mười mấy 20 cái mạch á. Thì bạn nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với mình. Hay lại nếu trực tiếp gần đây thì các bạn lại chỗ cái dựa của anh bạn mua luôn. Nè. Mấy cái bò xanh mắc tiền. Đúng rồi. Bò đầu đĩa. Đây là ảnh nói một số mơ của ảnh nè các bạn. Còn trong tủ nha. Này lo máy tính nữa các bạn, mạch này mình máy tính nè. Quá trời đồ luôn. Thì bạn nào ghé thì ghé qua ủng hộ anh. Đây các bạn, đây tiếp bá đồ. Đây là màn hình máy tính nè. Mới về nguyên một kho luôn các bạn. Tính trò chơi con bé, em bé gì nhóc thôi các bạn. Em lật qua nè. Đây nè. Quá trời đồ luôn rồi. Đây máy lạnh nè. Giờ tập mũi nè. Có cả bơm xe đạp nữa các bạn. Bơm xăng ga xe đạp mà có luôn nè. Tủ lạnh nè các bạn, có nguyên cái âm ly của Hàn Quốc, giang cua luôn. Đây các bạn. Đây, quạt nè. Đây, cả bình ga nữa các bạn. Thì chỗ này là đủ đồ hết nè các bạn. Ngay cuối cùng mình cũng mua được một số món đồ nè các bạn. Thì đầu tiên mình mua được một cái cặp lo nha. Cặp lo này hiệu Beltec gì nè. Thì này cũng lạ lắm, mệt à. Cặp lo này là lo toàn giải, nó có thêm cái chép trên đây nè, nó bị rách hết rồi. Mua này về mình sửa. Thì mình thấy cái lo này nó bỏ lăn lóc ở trong một cái chỗ cái dựa, nhưng mà do cái bỏ cái sao đó, nó đứt dây rồi trơn rồi các bạn nè, cái dây đâu cũng đứt rồi, mình cũng chưa có thử được nữa. Rồi màng lo thì cũng rách hết rồi. Thì lo này là như cái lo 14 nha. Thì mình mua hai cái giống hệt luôn nè. Thì cái lo này á, cái mặt dưới đây á, là cái lo bát, mặt trên này nó là lo chép, thì là lo toàn giải nha. Thì công suất của nó để đây là 20W nha. Rồi cái công suất mà cực đại nó là 40W. Đây, cặp này cũng vậy nha. Đây, cặp này nè các bạn. Đây. Đây công suất của nó chỉ có 10W nha, nó lộn nha. Công suất bình thường nó là bằng 10W nha. Rồi công suất cực đại của nó là 20W. Lo này là lo 4 ôm. Mình mua được hai cái nè. Thì chủ yếu mình mua về mình chế cháo, mình chế đồ đó các bạn. Thì tiếp tới mình mua được một cái đồ thổi sọt khí cho cái hồ cá nè. Chủ yếu mình mua về mình chế đồ thôi. Để mình thử nó còn chạy nha. em sử dụng điện 220 này. Đó, nó còn chạy nè các bạn, nghe tiếng rung rung vù nè. Đó, để mình cho khí còn ra đó các bạn, đó còn chạy nha. Thì được một cái này nữa, với mình mua được một số cái trò chơi cho con mình nó chơi các bạn. Thì mình mua được cái này là cái đầu đi nha, nhưng mà mất cái nắp pin nè, thì nó có ngọn bánh đi nè, thì con này một con nữa các bạn. Rồi trung thu thì gần tới các bạn, thì mình làm tiếp được một cái này là một cái quả mà trung thu nè, có cái cây cầm nè. Đây, còn cái cây cầm nè các bạn, không biết còn sống chết thì mình cũng chưa biết nữa. Mình thấy đẹp đẹp mình lợm nè. Đây nó có cái đầu để xây nè. Rồi mua tiếp được một cái con cá nha, thì cái này cũng là trung thu nha. Thì con cá này, cái này còn mặt pin nè các bạn, nhưng mà rất là đẹp luôn, biết sao nó lộn dây điện ra nè. Thì còn rau kia còn nguyên nữa các bạn, nguyên cá này, cá chép nè. Thì tiếp tới thì mình mua được một cái này, một cái con nha các bạn. Con này để đây gì nè, con này nó không có đi nha, con này nó không có đi, con này chỉ để chủ yếu là nghe nhạc thôi. Này, nó có cái nút nhạc nè, có nắp pin cũng còn nữa mà. Sử dụng là 3 cái xe pin 2A nha, 3 xe pin 2A nè. Thì chủ yếu mua cái này mình chế để mình xài còn 3 cái cho con mình nó chơi thôi, đỡ mua không tiện mà. Tiếp nè, vậy đây mình mua được con bọ nè các bạn, con bọ nè, nó chót luôn, còn rất là mới luôn các bạn. Nhưng mà nó mất cái nắp pin tiêu rồi, nên giờ con bọ này nó sẽ đi không được nữa mà. Mình phải chế lại nó mới đi được thôi. Thì tiếp tới mình mua được một cái này là một cái bánh lăng nữa. Thì ra đây nó có thêm một cái đồ để nó cho nó đẹp nữa nè, nhưng mà nó mất rồi, chỉ còn cái này thôi. Thì cái nó đi cái này nó sẽ xây nha, nó xây cái này, cái bánh lăng này nó sẽ bung ra vô nè, nhìn thấy rất là đẹp luôn. Thì các bạn, mình mua được cái này là quyết định mình mua được là mua cái này nè các bạn. Thì mình trước mình thấy trong cái người ta để trong đó nó đâu khoảng mười mấy mạch gì đó. Thì nhưng mà một số mạch các bạn thấy, mình thấy cái chân linh kiện nó giống như nó bị nắm á, mình sợ giống như nó quá tải, nó chết cái con linh kiện nha. Thì mình đã lựa được hai cái nguồn nha, hai cái nguồn này là cái biến cái gì từ 12V đến 220 nha. Thì mình mua hai cái nguồn giống hệt luôn. Cái này nó đều sử dụng là cái con nó hơi mờ các bạn, bên đây mình thấy cũng không rõ luôn. Cái con là CB3205 nha, thì hai bên nó sử dụng đều hai con giống hệt luôn. Nho này nó hơi mờ nha, nếu bạn thấy nhìn kỹ nữa, 3205 nha. Thì mạch này cũng vậy luôn, mình mua hai mạch rồi mình lựa hai mạch giống hệt luôn các bạn. Đó, con này nó sử dụng khác chút xíu, nó cũng là IDF 3205, nó khác cái ký hiệu đúng không các bạn. Thì hai mạch rồi luôn. Thì cái mạch này rất là dễ các bạn, các bạn biết nó còn sống hay không á, bạn sử dụng cái nguồn 12V, bạn cấp vô, bắt vô cực dương cộng nè. Cái này không biết nó có ngược cực hay không mình biết, nhưng các bạn mình mới cấp đúng cực nha, nó chắc ăn nha, mình gấp sai trái nha. Thì mình lấy đồ mình thử luôn nha. Đây mình để lên tờ giấy nè các bạn, cho phòng ngừa cơ hội lỡ nó có bị chạm, lỡ có nó bị chạm sao nó chạm nó cháy nha. Thì mình sẽ thử điện nha. Đây, đây là mình sử dụng cái nguồn tổ ong, mình không có cái bình ắc quy của mình nó hết điện tiêu rồi. Đây là mình sử dụng nguồn tổ ong nha. Mình sẽ dặn cái dòng điện lại là khoảng 12V nha các bạn. Đây, mình dặn cái mức độ là 12.4V nha. Cái ắc quy mình cũng là cỡ này nè. Thì cái nguồn này các bạn mình sẽ để nguồn đây nha. Rồi mình sẽ đấu ra hai cái cực cái cục điện nè các bạn. Đây nè các bạn, đây chọc nè, đó thấy nó có điện nha, đó mình lửa nó có lửa nha. Thì bây giờ mình sẽ đấu vô mình thử nha các bạn. Đây mình sẽ đấu vô đây, đây mình đấu vô cái cực dương đúng cực nha các bạn, đừng đấu sai nha. Đây mình đấu vô cực dương nè, đây cực trừ vô cực trừ nè. Đó các bạn thấy nó nhán nha, nó nhán điện là coi như nó còn lên nha. Rồi bạn miếng mà muốn mà cho nó có lên hay không á, bạn giữ cái nút nha các bạn, trên cái mạch này nè, trên cái mạch này bạn đi, nó có cái ký hiệu nha. thì bạn giữ cái nút đỏ này nè, tại vì trong hiện tại đây á, nó cái do nó cái lượng điện nó chưa cấp ra nên chưa biết là mình giữ nút đỏ, mình ở ấn nút đỏ, nó có nút đỏ cái này nè, mà ấn vô đây nghe các bạn đó. Đó, còn kêu nha các bạn, còn điện nha. Thì bây giờ tiếp tới á, thì các bạn muốn còn biết nó còn sống hay không á, bạn sử dụng mình đồng hồ nha, rồi bạn dặn tới cái thang là 250V nè, AC nha, bạn dặn tới AC nha, chứ bạn để DC là bạn bắt lên nó sẽ bị cháy á. Đây mình để cái nguồn đây nha, để bạn để cho bạn thấy dễ nha. Thì bây giờ mình sẽ đo nha, mình đo các bạn cái đột cực ra nè. Đó các bạn thấy không, nó lên là khoảng tầm khoảng 100, khoảng 160 170V đó các bạn, khoảng 180 chứ, khoảng 180 nha các bạn. Thì còn sống nha. Thì ở đây mình không có tải thử, để bữa nào mình kiếm cái tải mình thử các bạn, mình sống nha. Rồi và mình tắt dễ rồi, bạn nhờ giữ nút bật tắt à. Rồi xong rồi các bạn thử qua một cái, còn thử cái còn lại nha các bạn. Đó mà mình thử ra, mình tiếng là mình đo nha. Đó các bạn thấy nó lên khoảng cỡ 100, khoảng 100, khoảng 170, 180 nha các bạn, do cái dây của mình tiếp xúc không tốt. Đó, thì khoảng 170, 180 nha. Thì tại mình chưa có cái tải thôi, thì mình thấy nó báo lên nha. Thì ở trên cái nguồn tổ ong này các bạn thấy hiện tại là nó chưa, mình chưa có tải nè, thì nó ăn dòng là khoảng 0.7 nha, 0.7A nè, trên cái đồng hồ mình nó báo nè, dòng điện là 12.4V nè, nó ăn dòng là khoảng 0.17A nha, thì rất là thấp đúng không các bạn. Thì vậy đó các bạn, thì mình sẽ kiểm biết được cái nguồn này sống hay chết nha. Thì tổng hết mình mua là như đây nè các bạn, mấy món đồ nè, để mình quay camera ra cho các bạn coi ha. Thì tổng hết là mình mua nhiêu đó nè các bạn, thấy tổng thể hết nha. Thì câu điện của mình thì mình mua được là hai cái lo, một cặp lo nha. Lo này lo toàn giải, vừa chép với vừa trung luôn. Mình mua cái lo này lo của nước ngoài nha. Vì thấy lo lạ mình mua nè. Thì mình về bữa mình sẽ chia làm cái video mình chia sẻ các bạn mình sửa lo, mình sửa cái hai cái màn lo với cái lo chép đó luôn nha. Với cặp lo chứ mình mua được một cái đầu sọc khí của cái hồ cá nè, với mấy món đồ chơi nha các bạn, đồ chơi cho em bé thôi. Thì ví dụ mấy con này bọ đâu nè, thì cá nè các bạn, thì đồ chơi ta. Thì mua tổng thể là mấy món các bạn, chủ yếu là hai nguồn tổ ong nè. Thì hết bao nhiêu đây á là 80.000 nha các bạn. Thì hai cái lo này là 40 nè, hai cái lo này người ta bán mình 40 nữa các bạn, hai cái nguồn này là người ta bán cho mình là 40 nè. Thì mỗi cái nguồn mình mua là 20.000 cái nha, 20.000 cái nha các bạn. Mình lại ngay giữa mình cứ, người ta có sẵn bao nhiêu cái đó mình cứ lựa cái nào đẹp thì cứ tính tiền là 20.000 cái mình tới vậy đó. Đây mình mua chỗ dựa này cũng quen, người ta bán mình vậy đó. Thì sáng mình có lúc mà mình đi thì mình thấy đâu được còn có 10 mấy 20 nguồn gì đó, nhưng mà mình lựa được chỉ có hai cái nguồn này là còn mới nhất thôi, mấy nguồn kia cũ mà mình không có lấy. Thì được hai cái lo, mấy đồ chơi, cái đồ chơi người ta cho mình các bạn, mình cho con mình mua quen á, cho mình cho con mình chơi thôi, ta không có lấy tiền. Thì tổng hết là 80.000 các bạn. Thì mà chú ý mình chia sẻ cho các bạn mình biết giá để ra ngoài mình mua thôi, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ chủ yếu mình quay cho các bạn mình xem chơi thôi, chứ cũng không có món đồ nhiều. Thì các bạn mình thấy video mình chia sẻ hay hữu ích đó, thì các bạn cho mình một like, đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin chào và hẹn gặp lại.